xanh này. Vâng. Đây là à, đây là chế này, đây là lòng này, ba chỉ này. Đấy, gà chọi này. À, gà chọi à? Vâng. Wow. Đây là đoạn này là gà chọi, đây là gà mình cửa. Ngon thế nhở, cô nhở. Cái này là mình bán theo cân à? Vâng, bán theo lạng. Vâng. Một lạng 30.000. Một lạng 30.000. Ngon lắm, gà chọi mà. Một cân 300. Gà đỏ ngon lắm. Vâng, vâng. To 3 4 cân. À thế ạ. Đây lòng ngựa đây này. Vâng. Đấy. Rất là hấp dẫn. Đây này. Cái nước của nó rất là ngon đúng không ạ? Đây gan này, tiết này. Đây là những cái đoạn lòng ngựa các bạn ạ. Đây là lòng già của con ngựa này. Còn đây là cái nguyên liệu, cái gia vị của món thắng cố này. Rất là hấp dẫn luôn. Còn cái này là chắc là lòng non của con ngựa đây. Ở trong này có cả pịa luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Cái nước của nó thì có cái màu vàng vàng như thế này. Nhưng mà uống cái nước này nó sẽ rất là ngon các bạn. Và mình đang quay ở cự ly khá là gần, cho nên là cái mình cảm nhận được cái mùi thơm của thắng cố rất là thơm và hấp dẫn các bạn. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao. Hiện tại thì Vinh đang có mặt ở cái khu vực cổng chợ Yên Bắc Hà các bạn ạ. Cái khu này chính là cái khu chợ chính mà từ xưa tới nay các bạn. Đấy, hôm nay là cái buổi chợ phiên cuối cùng của năm 2019 theo lịch âm. Đó. Và hôm nay bà con ở khắp mọi nơi ở xung quanh khu vực huyện Bắc Hà sẽ tới cái chợ phiên này để họp chợ và mua sắm rất là đông các bạn. Đó. Thời điểm hiện tại là 8 giờ sáng cho nên là bà con vẫn chưa ra tới chợ đông cho lắm. Lát nữa khoảng 9 giờ cho tới 10 giờ thì cái lượng người ở cái khu đường là Vinh đang đi đây sẽ chật kín người luôn các bạn ạ. Đấy. Hôm nay thì Vinh sẽ đưa mọi người đi tham quan cái chợ phiên Bắc Hà vào cái buổi chợ phiên cuối cùng này để xem là có những cái điều gì đặc biệt các bạn nhé. Đây phía trước chúng ta đây là mình thấy có hai cô gái với hai bộ váy rất là sặc sỡ và đẹp các bạn ạ. Hôm nay sẽ là một cái buổi chợ phiên rất là đặc biệt trong năm các bạn nhé, bởi vì những cái buổi chợ phiên cuối này là những buổi chợ mà tập trung nhiều bà con nhất và nhiều cái mặt hàng nhất được bày bán. Cái khu đường này thì Vinh đang đi thì gần đến cuối chợ các bạn ạ. Cái khu mà đang họp chợ đông đông đây thì là người ta bán gạo, rồi là bán một số cái nông sản của bà con. Đây cho mình cái xem này. Đây toàn là gạo nếp, rồi là bán cả ngô luôn các bạn ạ. Chuẩn bị là bán gạo nếp để mang về nấu bánh chưng đây các bạn. Và rất là đông luôn, rất là nhiều luôn. Đây là những cái món đồ chơi cho ngày Tết đây các bạn. Bánh kẹo này. Cái đường mà Vinh đang đi đây thì sẽ thông ra chợ chó và chợ trâu các bạn nhé. Để mình sẽ đi luôn ra cái khu chợ đó xem ở đó có nhiều cái gì đặc biệt không nhá.
Hôm nay thì thời tiết nó không được ủng hộ cho lắm, cho nên là bà con cũng chưa ra chợ nhiều, bởi vì là trời nó hơi mưa phùn một chút các bạn ạ. Đi hết cái chỗ này thì chúng ta sẽ thông ra khu chợ chó. Đây, ở cái khu chợ chó bên dưới này thì Vinh đã thấy là bà con đang họp chợ ở dưới đó rất là đông rồi các bạn. Ở dưới đó thì có cả chợ trâu luôn. Rồi là gia súc gia cầm cũng được bán hết ở dưới đấy ạ. Hôm nay thì buổi chợ phiên cuối cho nên là cái chợ trâu thì không bán nhiều nữa các bạn ạ. Mình chỉ thấy một vài con trâu nữa thôi. Còn những cái buổi chợ phiên bình thường trong năm ấy thì trâu sẽ được bán rất là nhiều ở phía bên kia. Đó, còn phía bên này thì chính là chợ chó các bạn ạ. Chợ chó mà mọi lần Vinh hay quay ấy. Nếu như mọi người hay xem video của Vinh thì có thể xem được cái video mà ghi lại cái cảnh bán hàng ở cái khu chợ chó này. Đây, phía trước chúng ta đây là có một cái con chó cộc đuôi đây các bạn. Nên mình sẽ đi qua cái khu này để chúng ta tham quan phía bên này nhá. Hiện tại là bà con đi trên cái trục đường này là rất là đông các bạn ạ. Cái trục đường này là dẫn thẳng chúng ta ra trung tâm của chợ luôn đấy. Wow, tắc đường luôn các bạn ạ. Đây là tắc đường kiểu đi bộ chứ không phải là tắc đường bằng xe máy ô tô đâu. Chợ chó này nó hơi nhỏ một chút các bạn ạ. À đây mình có thấy một con chó trông rất là đặc biệt này, mình thử ra đây mình xem nào. Chó xem cái chó này nó vừa chó trắng vừa lai chó đỏ một tí. Đúng rồi. Con đấy bao tiền đây? Hả? 500 được. Chó đỏ lai chó trắng. Con này con 700 ngàn các bạn ạ. Nếu mà nó đỏ hẳn thì nó sẽ có giá cao hơn. Hôm nay thì bà con mang cả gà ra tận khu này bán này. Đây là gà của người dân ở trên bản. Còn ở phía cuối cái đường này thì là gà của người Kinh nuôi kiểu công nghiệp ấy. Đây, rất là nhiều gà được mang từ trên bản xuống bán nhá. Đây hoàn toàn là gà bà con tự nuôi chạy bộ luôn đấy. Đây là gà để ăn Tết các bạn ạ. Còn đằng này thì là chó này, gà cũng rất là nhiều. Vấn đề là Tết nhất cứ thì vẫn có tiền mà tiêu anh. Vâng. Đây rất là nhiều chó con, chó lông xù này. Đẹp quá nhỉ. Chó đỏ. Một cái lần trong nhà tao. Mày mà mang về xuôi nhờ. Nhiều mà. Nhiều quá. Chó đỏ. Bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu tiền? Đúng. Đây là đúng chỗ hay bắn này. Con này là bao nhiêu tiền? Triệu 2. Triệu 2 á? Thiên Lang đâu rồi?
gà chấu mua gà đông mà đủ mất nhá. Rẻ rồi. Gà lấy chấu mà. 1,2 triệu con chó đỏ đấy các bạn ạ. Chắc bà bán để bà lấy tiền ăn Tết đấy. Cho nên là bà bán rẻ đấy, còn đâu những chợ phiên bình thường thì cái giá con chó đó hơi đắt một chút đấy. Sao không để xuống đất mà lại bê thế mệt hả chị? Em chuyển lên trên này thì em bắt ở gần nhà cho nó cả đàn. Bắt dọc cái đường này cái gì? Vâng, lên đường, lên đường thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tham quan tiếp khu chợ chính các bạn nhá. Đây là mình đang đi qua cái chỗ bán lợn rồi bán gà đây này. Lợn bản đây các bạn. Con to con nhỏ đây có hết. Bác nào thích ăn lợn bản mua lợn về ăn Tết thì lên đây nhá, không cần phải đi tìm ở đâu xa. Bà con người ta tự mang từ trên bản xuống bán luôn. Đây không phải là tiền à, đâu chẳng là tiền. Đây, không phải đi, người ta đặt, người ta phải xem giá đây, người ta mới mua cái kia. Đây, còn ở trước mặt đây là khu chợ gà, chợ vịt, chợ ngan. Đi qua cái khu này thì là cái khu ẩm thực các bạn nhá. Khu ẩm thực hôm nọ mình đã quay nhưng mà cái thước phim đó nó không được chuẩn cho lắm cho nên là mình đã không đăng lên. Giờ chúng ta sẽ đi nhanh để qua hết cái đoạn đường này các bạn nhé. Và chợ Bắc Hà hiện tại cũng đang được xây dựng lại cái khu ăn uống cho nên là khu ăn uống nó vẫn ở bên này. Sau này khi xây xong cái khu vực ẩm thực ăn uống thì chợ Bắc Hà nó sẽ đẹp hơn hiện tại rất là nhiều các bạn ạ. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe nhân dân có ép mắt xích vừa đỏ dưới xe ép đây. Bây giờ là bắt đầu đến cái chỗ bán ẩm thực rồi các bạn ạ. Đây, quán đầu tiên là quán Thắng Cố. Quán Thắng Cố các bạn ạ. Thắng Cố thì Vinh đã từng quay khá là nhiều lần ở trên kênh rồi. Hôm nay thì chúng ta đi lướt qua một chút các bạn nhé. Đây, quán ăn đầu tiên là một quán phở. Đây là quán phở gà, phở heo. Có những cái chỗ rất là ngon của con lợn đây các bạn. Đây là lưỡi lợn này, rồi trễ lợn này, thịt lợn, ba chỉ, hòa, toàn là những chỗ rất là ngon của con lợn. Đây nữa này. Đây là quán phở Bắc Hà các bạn. Hiện tại là bà con đã đi ăn sáng rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đi ra quán khác để chúng ta xem tiếp nhá. Ở trên này còn có rất là nhiều cái quán ăn rất là đặc biệt các bạn. Đây, bây giờ bà con đang ăn phở rồi đây. Quán này là phở gà rồi có cả rồi lợn rồi là lưỡi lợn, lòng lợn, đó, toàn những cái chỗ rất là ngon. Mà phở trên này thì quán phở bò thì gần như là không có các bạn ạ. Cho nên là chỉ có những cái phở nó đặc trưng ở trên vùng cao thôi. Thôi mất một con gà rồi. Đấy, các bạn thấy đông chưa?
nhá. Em quay chị. Chị này còn vừa cõng con, còn vừa bán phở luôn các bạn ạ. Đây quán chị này cũng có hai con gà rất là to và những cái rồi lợn rất là hấp dẫn các bạn. Hiện tại là quán của chị đang rất là đông khách này. Đấy, bây giờ chúng ta đi tham quan tiếp chợ ẩm thực nhá. Quán bên này thì cũng là quán phở thịt lợn. Bà con người Mông đang đi ăn phở rất là đông. Quán này thì cũng chưa thấy khách cho lắm. Quán này cũng hơi ít khách một chút các bạn ạ. Đây là một cái quán phở, nhưng mà quán của chị này có cả thắng cố luôn. Đây, cho mọi người xem món thắng cố này, cho ăn thử trước khi ăn luôn. Cái chả thắng cố của chị này cũng bốc hơi lên rất là thơm và hấp dẫn các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ tìm một cái địa điểm mà có cái món thắng cố nó ngon hơn và nó có hấp dẫn hơn thì mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Thì trước chúng ta đây là một cái mâm với rất là nhiều gà, rồi là thịt lợn ba chỉ này. Đấy, chế lợn này, lưỡi lợn này, rồi dạ dày, toàn chỗ ngon luôn các bạn ạ. Cái chỗ này thì là một cái quán, đây là cái quán thắng cố ăn theo kiểu ăn lẩu các bạn ạ. Cô này là người dân tộc Nùng đấy, cô ấy bán thắng cố và bán phở. Bây giờ Vinh sẽ cho mọi người xem cái món thắng cố của cô người Nùng này nhá. Wow, quán của cô là rất là đông khách này. Chào cô ạ. Anh đi đây là sách này. Vâng. Đây là chế này, đây là này, ba chỉ này. Đấy, gà trọi này. À, gà trọi à? Vâng. Wow. Đây là đoạn này là gà trọi, đây là gà mình cửa. Ngon thế nhở cô nhở? Cái này là mình bán theo cân à? Vâng, bán theo lạng. Vâng. Một lạng 30.000. Một lạng 30.000. Ngon lắm, gà trọi mà. Một cân 300. Gà đỏ ngon lắm. Vâng. To 3 4 cân. À thế ạ. Quán cô đông khách nhỉ cô nhỉ? Vâng, tí nữa mới đông, bây giờ thì chưa đông mà. À thế ạ. Tí nữa đông. Trưa người ta là hết hai nồi chảo này. Hết hai chảo thắng cố à? Vâng. Để cháu xem cái này tí nhá. Cái này là thắng cố trâu à? Bác. Đây là ngựa. À ngựa à? Thắng cố ngựa. Đây thắng cố ngựa các bạn ạ. Thắng cố ngựa thì nó có cái dạ sách của con ngựa này, rồi là tiết ngựa này, rồi gan phèo của con lòng ngựa. Đầy đủ này. Đấy lòng ngựa đây này. Đấy. Rất là hấp dẫn. Đây này. Cái nước của nó rất là ngon các bạn ạ. Đấy gan này, tiết này. Đấy. Cái này là nếu mà ăn thì cô ấy sẽ làm theo bát để cho mọi người ăn theo bát hoặc là ăn kiểu ăn lẩu luôn các bạn. Đấy. Bây giờ cô đang bận bán hàng rồi, chúng ta lại đi tham quan tiếp nhá. Cái chợ Bắc Hà nó vẫn còn có rất là nhiều cái điều đặc biệt để chúng ta khám phá, cho nên là Vinh sẽ đưa mọi người đi tham quan tiếp nhá. Ở bên cạnh quán của cô ấy thì cũng là một cái quán thắng cố. Và cũng có những cái mâm đây, thịt lợn đây. Đấy, rất là đặc trưng. Có trễ lợn rồi là lòng lợn, đầy đủ cả, giống như những quán khác. Cái chỗ này là một cái ngã ba, đi thẳng vào phía bên trong kia thì là chợ, trung tâm chợ. Còn ở khu này thì là khu ẩm thực. Đi vào trong này thì là cái chỗ bán rau mà hôm trước Vinh quay ấy.
Bây giờ thì chúng ta lại đi tham quan tiếp cái chỗ ẩm thực này nhá. Xem hôm nay là ẩm thực ở chợ phiên Bắc Hà có cái gì đặc biệt nhá. Quán phở các bạn ạ, đây là một quán phở này. Đây là bà con đi ăn sáng dần rồi. Tắt nữa khoảng 10 giờ thì mới đông. Tiết lợn này, thắng cố này. Đây. Em chào anh. Cho em quay tí. Cái này bao tiền đấy? Đó. Này gần 10 triệu thôi. Rồi, cảm ơn anh. Quán phở heo các bạn. Nhưng mà bà con đây là nếu mà họ ăn phở mà không có thịt thì chỉ có 10.000 trên một bát thôi. Còn lâu những bát phở mà có thịt thì nó có giá 15.000 cho tới 20.000. Quán phở ở dưới Bắc Hà thì chủ yếu là người Tày là nhiều các bạn. Còn ở trên Simacai thì chủ yếu là người Nùng. Đây, chúng ta sẽ xem cái sự đặc biệt ở chợ phiên Bắc Hà so với lại ở ngoài thành phố các bạn nhé. Cái chỗ khu ăn uống thì nó sẽ rất là đông như thế này. Khách luôn luôn là ngồi chật kín luôn. Quán này lại là một cái quán thắng cố lẩu. Cái quán này mới gọi là đông này các bạn này. Các chú các bác này cũng đang ăn uống rượu rất là đông. Chủ quán thì đứng ở giữa, còn khách thì là ngồi xung quanh. Rất là đặc biệt các bạn ạ. Chỗ này mình thấy có cái món dồi khá là ngon này các bạn này. Đây là những miếng thịt thủ lợn và trễ lợn, chân giò nữa. Bà con sẽ sử dụng những cái chỗ thịt này để nấu nước phở từ sáng sớm các bạn ạ. Và hiện tại là thịt nó đã chín thì người ta bỏ ra để thái cho vào phở cho khách ăn. Ở đây mình thấy cái món dồi lợn rồi có hai cái quả gì đây này các bạn này, như quả thật đấy. Ở đây có hai chị em đang ăn phở dồi lợn các bạn ạ. Này đội mũ ra mới cho quay. Dạ. Mà bây giờ không phải uống rượu. À đấy à? Đội mũ không cho quay à? Không uống rượu thì là em Nguyễn Vũ Trọng quang quay. À đấy à? Ừ, rồi. À,
đây rồi các bạn, mình thấy có một cái món ăn đặc biệt đây rồi. Đây là cái món bánh đúc các bạn ạ. Món bánh đúc được đúc từ tinh bột ngô. Nó rất là mịn các bạn. Nó như kiểu là món thạch ấy, nhưng mà được làm ra từ ngô. Đó. Cái này nếu như mà có dịp thì Vinh sẽ review thử cho mọi người xem nhé. Giờ thì Vinh sẽ đưa mọi người đi tham quan xong cái khu chợ này, sau đó chúng ta sẽ đi ăn uống nhá. Đây mới gọi là ngon này các bạn này. Toàn là món ngon không thể cướp nổi. Trễ lợn đây này. Ở trên vùng cao này là ăn phở thì sẽ có lựa chọn là ăn phở với cả thịt ba chỉ, hoặc là ăn với thịt chân giò, hoặc là trễ lợn, lưỡi lợn, hoặc là dồi lợn các bạn ạ. Nên là cũng khá là hấp dẫn. Còn nếu mọi người ăn phở bò ấy, thì chỉ có mỗi thịt bò thôi. Đây là nếu thích ăn thủ lợn thì cũng có thịt thủ lợn. Đây này. Dưới này thì có cả phở gà rồi phở lợn, còn trên Simacai thì nhiều phở lợn hơn là phở gà các bạn, ở trên cán cấu ấy. Và quán phở ở trên Bắc Hà thì họ quy hoạch thì theo một đường thẳng xuống tiếp dưới kia, và chủ quán thì ngồi ở giữa, còn khách thì sẽ ngồi xung quanh, khác với lại chợ phiên trên cán cấu Simacai. Anh chủ yêu cơ lo nhất là đâu không? Gần như là các quán ăn ở trên này đều có chung một cái market chung các bạn, đó là gà, lợn, thủ lợn, rồi là chân giò và trễ lợn, rồi là dồi lợn nữa các bạn. Đây này, cái món bánh đúc đây này. Món bánh đúc thì họ sẽ thái ra thành từng miếng như thế này, sau đó sẽ sử dụng cái nước phở để chan vào, hoặc là làm cái nước giấm kiểu ăn như kiểu là ăn phở chua ấy các bạn. Ở trên này ngoài bà con nhân dân đi ăn phở ăn sáng ra thì có mấy anh em là cũng kiểu tụ tập uống rượu nữa.
Khu này là chúng ta chuẩn bị vào khu thắng cố và sẽ kết thúc cái khu bán phở. Mình có thể đi vào phía bên trong được. Ở đây có phở khách du lịch đi ăn các bạn nhé. Phở ở trên này có phở đỏ được làm từ nếp nương, gạo nương. Là một cái loại phở rất là đặc sản ở trên Bắc Hà. Ngoài thành phố vẫn thỉnh thoảng hay có những cái quán phở ghi là phở Bắc Hà, là họ nhập phở từ trên Bắc Hà đi bán đấy các bạn. Ở bên này là quán thắng cố các bạn ạ. Hôm trước mình quay cái quán thắng cố ở đây này. Thắng cố ngựa. Hiện tại là người ta chưa ăn thắng cố nhiều cho lắm. Khoảng 12 giờ trưa thì mới là cái thời điểm mà thắng cố đông nhất. Lúc đó thì mọi người sẽ thấy nó đặc biệt hơn. Hiện tại rất là nhiều. Bây giờ thì mình chỉ đi quay cái quá trình gọi là nấu thôi. Thắng cố bên này là chưa vào cái thời điểm chính thức đâu các bạn. Hôm nay có vẻ hơi ít thắng cố. Không biết là vì chợ phiên cuối năm họ nấu ít hay là như thế nào nữa. Đây, thắng cố đây các bạn. Đây, chúng ta lại đi sang bên này chúng ta tham quan nhé. Đây thắng cố họ sẽ ăn theo kiểu là ăn lẩu như thế này. Những bát thắng cố nó sẽ rất là nhanh nhanh nguội. Ở trên này là thời tiết nó thấp ấy, nên là phải ăn kiểu đó nó mới ngon được các bạn. Đây là một bên là thắng cố trâu hay sao ấy các bạn. Bốc mùi lên rất là hấp dẫn. Bên này thì là thắng cố ngựa. Chụp lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem cái nồi thắng cố, cái chảo thắng cố rất là đặc biệt này các bạn nhé. Và cái này là thắng cố trâu hay là thắng cố ngựa à em? Ngựa à? Anh xem tí xem nào. Đây là những cái đoạn lòng ngựa các bạn ạ. Đây là lòng già của con ngựa này. Còn đây là cái nguyên liệu, cái gia vị của món thắng cố này. Rất là hấp dẫn luôn. Còn cái này là chắc là lòng non của con ngựa đây. Ở trong này có cả pịa luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Cái nước của nó thì có cái màu vàng vàng như thế này. Nhưng mà uống cái nước này nó sẽ rất là ngon các bạn. Và mình đang quay ở cự ly khá là gần cho nên là cái mình cảm nhận được cái mùi thơm của thắng cố rất là thơm và hấp dẫn các bạn. Ở trong này nó có cả thịt ngựa này, rồi là gan ngựa, phổi ngựa và có cả gân ngựa nữa. Và là những cái chỗ rất là ngon của con ngựa. Rồi cảm ơn em nhé. Ở bên này cũng có 3 cái nồi thắng cố. Đây. Ở bên này là đang luộc phổi ngựa. Cái này chắc là thắng cố trâu hay sao ấy.
cái này thằng con trâu à chị? Còn đây là thằng con ngựa à? Bên đấy ngựa đấy. Wow, trâu thì toàn là lòng à? Gan phổi dạ dày. Gan phổi dạ dày. Thịt thì có ít hơn các bạn ạ. Món thắng cố thì đặc trưng của nó thì sẽ là những cái chỗ nội tạng của con ngựa và con trâu. Thắng cố ngựa đây. Cố ngựa thì nó có màu vàng hơn, còn thắng cố trâu thì nó có màu sẫm hơn các bạn ạ. Đây, chị chủ quán khá là trẻ. À, ba chảo thắng cố. Quán của chị ý thì cũng đã có những cái vị khách đầu tiên ăn rồi các bạn. Vâng thưa các bạn, ở phía cuối của cái chợ thắng cố này thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái quán thắng cố dê. Đấy. À, những cái quán thắng cố khác thì được nấu từ thịt ngựa, thịt trâu, còn quán thắng cố của cô này thì là dê các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái món thắng cố dê của cô bên này xem là nó có cái gì đặc biệt không các bạn nhá. Đây là một cái quán thắng cố dê với những chiếc bàn trông rất là sạch sẽ, lịch sự các bạn ạ. Và cô chủ quán thì cũng khá là trẻ. Hôm trước thì Vinh và một số người bạn của Vinh đã ăn thắng cố dê ở đây rồi. Nó cũng rất là hấp dẫn và cũng rất là ngon các bạn. Đây là quán, đây là cái món thịt dê của cô ấy đây này các bạn này. Cái chỗ này chắc là xương của dê hả cô? Toàn là mùi thịt dê các bạn ạ. Nó khác với lại mùi thịt ngựa. Còn đây là cái món nước chấm đây này. Nước chấm thì là ớt và một số loại gia vị của cô ấy. Thắng cố dê là mình ăn kèm theo cái này hả cô? Xả, xả rồi là cái gì đây này? Rau răm đúng không? Còn đây là thịt thịt dê này các bạn này. Thịt dê thì nó mỏng hơn thịt ngựa, bởi vì con dê nó khá là nhỏ, cũng đang bốc hơi lên nghi ngút, rất là thơm các bạn. Này, cái chỗ này chính là cái ấy của con dê đây này. Cô này thì bán thịt dê cả ở chợ phiên Cốc Ly nữa. Nếu mọi người đến chợ phiên Cốc Ly thì cũng có thể tìm gặp được cô này đấy. Cái này là cái chảo nước của nó hả cô? Cho xem nào. Cái chảo cũng rất là thơm các bạn ạ. Để mình xem. Ở trong này là nó là kiểu nồi nước dùng ấy. Khi mà mọi người ăn thắng cố thì cô ấy sẽ thái cái thịt thắng cố ở trên này, sau đó cô ấy sẽ đổ cái nước dùng này vào. Nước dùng rất là thơm. Và trong nước đó thì nó có những cái gia vị đặc trưng của món thắng cố các bạn ạ. À đây thì là nước không thôi các bạn. Nước để dự phòng. Quán của cô ấy thì tí nữa khoảng 12 giờ thì sẽ rất là đông khách các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đi tham quan những cái chỗ khác của chợ phiên Bắc Hà vào cái buổi chợ phiên cuối năm này các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, vừa nãy Vinh đã đưa mọi người đi tham quan cái khu chợ ăn uống ẩm thực ở chợ phiên Bắc Hà rồi. Bây giờ thì Vinh sẽ đưa mọi người đi tham quan cái khu vực chợ chính của chợ phiên Bắc Hà nhé. Xem là có những cái điều gì đặc biệt các bạn nhá. À, trước mắt chúng ta đây là bà con người dân tộc Mông đi bán những cái sản vật mà họ tự tạo ra để mang đến bán nhằm kiếm một cái Tết ấm no các bạn. Đây là hương của người Mông tự sản xuất các bạn ạ. Cái hương này thì là bà con tự vào trong rừng để lấy cái bột của cái cây trầm về để làm hương. Và cái hương này được sử dụng ở trên bản người Mông các bạn. Và loại hương này thì nó cháy được lâu hơn so với lại hương của người Kinh. Và bà con người ta sẽ thắp những cái nến hương ở trước mặt đây để cho khách người ta có thể cảm nhận được cái mùi hương của cái hương mà họ sản xuất ra trước khi quyết định mua. Ở đây mình thấy có cả em gái này thì bán những chiếc đũa
đũa này thì là được bà con tự làm và nhuộm màu đỏ. Cái này là được làm từ tre. Còn bên này là mình thấy có hai cái con này như kiểu con chim cú hay sao ấy các bạn. Con này to hơn, con này nhỏ hơn. Và các bạn ơi, hiện tại là chợ phiên Bắc Hà đang vào cái thời điểm nhộn nhịp nhất. Bà con đang đi rất là đông đây này các bạn này. Ở đây có cả dao mèo các thứ các bạn nhé. Mọi người mua dao mèo có thể vào đây này. Như trước đây chúng tôi bán 170, 180, 200, 300 đồng. Đặc biệt là xã, hàng xã coi chúng tôi 100 đồng, 120 đồng. Rất là đông và rất là đặc biệt các bạn ạ. Chợ phiên cuối năm, cái chợ phiên cuối cùng của năm 2019. Đây bà bên này thì là bán những cái gia vị Tây Bắc các bạn ạ. Mắt khén, hạt dổi, hoa hồi, ớt. Hiện tại là trời khá là mưa các bạn ạ. Có thể là một vài hạt mưa sẽ rơi vào ống kính thì nó sẽ làm mất đi cái độ sắc nét của hình ảnh. Nên là mọi người sẽ thông cảm giúp Vinh nhá. Đây là khu bán vàng mã. Một cô em gái bán vàng mã rất là xinh các bạn. Đây là mận Bắc Hà đây này. Đông nghịt nghịt người luôn. Cái chỗ đông này thì thôi mình bỏ qua nhé các bạn nhé. Mình vào đây mình xem cái chỗ này này. Đây là có một vài bà con người dân tộc Mông đi bán những cái món đồ thủ công mà họ tự làm bằng tay này. Có cả hương nhá các bạn nhá, vẫn có hương đây. Cái hương này thì gần như là bà con người ta làm theo diện là làng nghề ấy các bạn. Cả làng, cả xã người ta làm cái loại hương này hết. Và đây thì là những chiếc mẹt và những chiếc giỏ, những chiếc này hót rác này để bán làm bằng tre. Còn cái này là những chiếc chõ đồ xôi được làm từ gỗ. Đây là một loại gỗ mà nó có cái độ dẻo dai rất là tốt và nó rất là khó vỡ các bạn ạ. Cái này, những chiếc này nó nhỏ hơn này. Còn đây là những chiếc chõ nó to hơn và có thể đổ được nhiều xôi hơn. Những cái to này thì bao tiền hả chú? 800. Còn cái này to hơn thì bao nhiêu? Giá nhiêu nhiêu. À, đây. Cái này 700. Còn nhỏ hơn này? 280. 280 à? Thế là mỗi người đi bán mấy cái ạ? Bán 2-3 cái nữa. Cả ông đây nữa à? À. Còn mấy cái này thì bao nhiêu? 100.000 thôi à? Ồ. Rồi, cảm ơn chú nhá. Chúc các chú bán được nhiều nhá. Ở bên này có những chiếc gùi, những chiếc điệu này các bạn này. Còn đây là những chiếc chổi được làm từ một cái loại cây mà bà con người Mông tự trồng. Cái loại cây này thì nó giống như kiểu là lúa mạch ấy, nhưng mà mình không biết là cái cây này nó là cây gì nữa. Nó có cái hạt đây. Bà con sử dụng cái cây này để làm chổi và cái thân nó rất là đẹp các bạn. Chổi này thì có giá 20.000 trên một chiếc.
chốt này thì là người ta bán những cái giống cây mận Bắc Hà các bạn ạ, một loại đặc sản của Bắc Hà. Vào mùa xuân này trồng cây mận thì nó sẽ sống tốt hơn so với lại mùa khác. Cái chỗ này chính là cái đường đi ra ngoài đường to trung tâm thị trấn. Gần khu mà mình đang đứng đây chính là trung tâm chợ. Ở trong này thì là chợ thổ cẩm các bạn ạ. Chợ thổ cẩm thì bán những cái hàng lưu niệm cho khách du lịch. Còn đây là chợ mà bán nông sản của bà con. Còn có một cái chợ bán nông sản và hoa phong lan rất là lớn mà hôm trước Vinh đã quay cái chợ phiên đó đấy các bạn. Các bạn có thể xem lại ở trên kênh của Vinh nhé. Đây toàn là giống cây mận đây này. Rất là nhiều mặt hàng được bán ở chợ phiên vào cuối năm này các bạn ạ. Ở đây có cả đường hộp như thế này nữa, đường phên. Lại bán hương tiếp này các bạn này. Chỗ này thì là bán thảo dược rồi các bạn ạ. Thảo dược tình yêu này, sâm cau này, ngọc cẩu. Cô này bán cả rau rất là ngon. Cảm ơn cô ạ. Cháu đi quay video tí nhá. Cái ba kích của cô là bao nhiêu tiền? Ba kích tím. Mọi người đến đây mua ba kích tím thì sẽ có rất là nhiều và giá rất là rẻ các bạn ạ. Hiện tại cuối năm thì nó còn không rẻ cho lắm, nhưng mà ra Tết thì nó sẽ rẻ hơn nhiều đấy. Cũng có nhiều anh em nhắn tin cho Vinh bảo nhờ mua hộ ba kích, mà thời điểm Tết này Vinh hơi bận nên là có khả năng hẹn các bác vào sang năm nhé. Đây, phía trong này là chợ thổ cẩm rồi. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu với mọi người về cái chợ rượu ngô ở Bắc Hà các bạn nhé. Rượu ngô thì sẽ được bán khá là nhiều vào cái dịp Tết này vì là cái nhu cầu nó khá là lớn các bạn ạ. Đây, các bà người Mông đi bán rượu ngô các bạn ạ. Đây là những cái can rượu ngô Bắc Hà các bạn nhé. Các bạn mua cái rượu ngô lên Bắc Hà nhá, rất là nhiều luôn. Đây, người ta mua rượu thì bà sẽ múc ra. Đây này mọi người xem này, ở đây là mua rượu thì họ sẽ được thử trước khi uống các bạn nhá. Trước khi quyết định mua cái loại rượu này hay không thì họ sẽ được thử. Đây, ông thử này. Bác thử đi. Nếu mọi người mà mua rượu mà đi hết một cái đoạn của rượu Bắc Hà này mà quán nào các bạn cũng thử xem có ngon không thì đến cuối chợ thì các bạn sẽ bị say rượu đấy các bạn ạ. Tam thất tươi.
Tam Thất thì còn có bán ở cái khu chợ rau củ quả bên kia nữa các bạn ạ. Chỗ này vào dịp Tết này bán rượu rất là đông luôn. Chỗ này lại là những cái món thảo dược ở trên vùng cao rồi. Cô này là biết một chút về gọi là thuốc nam nên là mang ra bán này. Những chiếc điếu hút thuốc lào cũng được mang ra bán. Bánh chưng này. Vâng. Bên này là ở bên này thì là những cái gia vị Tây Bắc. Đây là thuốc. Thuốc này mình phải hỏi họ thì mình mới biết được cái công dụng của nó đấy. Đây là có cả men rượu đấy các bạn ạ. Mọi người thích mua men rượu thì có thể liên hệ qua với Vinh nhé. Vinh sẽ bán cho mọi người đấy. Còn đây là nấm ngọc cầu, rồi có mấy cái loại cây thuốc nữa. Lần trước mình đã từng hỏi qua rồi, thuốc bổ máu rồi bổ tim bổ phổi các kiểu. Khu này cũng là cái khu mà dẫn chúng ta ra ngoài chợ, tức là ra khỏi chợ đấy. Ở đầu bên trên này thì là họ bán váy mông, còn ở phía bên phải này thì là bán thổ cẩm, những cái món hàng lưu niệm. Đây là thổ cẩm nhé các bạn nhé. Chợ thổ cẩm Bắc Hà thì là một cái chợ thổ cẩm lớn nhất ở Tây Bắc luôn. Nói chung là chợ Bắc Hà luôn luôn là cái gì cũng lớn nhất. Đây, cái đoạn bên trong này thì là bán váy mông các bạn ạ. Đây này, bắt đầu từ cái chỗ này đi vào phía trong những cái ngôi nhà kia là bán váy mông. Nhưng mà chợ váy mông ở trên Bắc Hà này thì lại ít hơn so với lại ở trên chợ Cán Cấu và chợ Phiên Lùng Phình. Ở trên đó thì chợ nó đông hơn ở dưới này, đặc biệt là những cái chỗ mà bán váy mông. Còn chợ Bắc Hà thì nó tổng hợp rất là nhiều và rất là rộng. Đây này, ở bên trong này là bán bánh mông rồi các bạn. Đây là những bộ váy mông để mặc vào dịp Tết đi chơi, đi hội đây. Ở trên vùng cao này là ngày mùng 3 Tết đã có hội cầu tàu người Mông rồi đấy các bạn ạ. Những em nhỏ cũng có những bộ váy cho mình nhé. Đây này, váy cho trẻ con này. Đây là khuôn viên bên trong chợ. Khu này ngày xưa là chợ ẩm thực mà bây giờ là được chuyển sang cho bà con bán váy. Wow, rất là tấp nập các bạn ạ. Nhưng mà hơi tối một chút. Đây là một gia đình đang đi mua váy các bạn ạ. Yeah.
Wow, cái thị trường bánh mông này rất là đông khách mà. Em thiếu nữ đi bán bánh mông nữa. Trong này cũng bán bánh mông rất là nhiều. Đây là thử cũng có cái là đây trong này có rất là nhiều cô thiếu nữ đi mua váy để mặc vào dịp Tết các bạn. Tối om này không biết mọi người có nhìn thấy không? Đấy, đây có cô gái đang đi mua đồ Tết đây. Wow, trong này rất là đông các bạn. Mình không được đứng ở đây lâu đâu. Nếu đứng lâu bị chửi đấy các bạn. À, các bạn ơi, trước mắt chúng ta đây mình thấy có hai chị em hay là hai mẹ con đang đi mua váy các bạn ạ. Và đây là một cô gái người Hơ Mông rất là xinh xắn. Em ơi, có thể qua đây anh trò chuyện một chút được không? Em đến từ đâu vậy? Người Bắc Hà. Có thể quay ra đây anh em nói chuyện một chút được không? Hơi tối một chút. Em tên là gì vậy? Thu à? Thu sinh năm bao nhiêu em? 2K4 ạ. 2K4 à? Đang học lớp 9 à? Đang học lớp 10 ạ. Em học ở đâu vậy? Em học ở trường cấp 3 này ạ. Trường cấp 3 luôn à? Thế nhà em ở thôn nào? Em ở xã Lùng Phình ạ. À, xã Lùng Phình, xuống đây mua à? Hôm nay đi cùng mẹ hay đi cùng ai đấy? Đi cùng mẹ. Đây là mẹ à? Ồ, cô có con gái xinh quá nhỉ cô nhỉ? Tên là Thu đúng không? Thu rất là xinh gái các bạn ạ. Đấy, một cô gái ở trên vùng cao. Bạn Thu cao khoảng 1m65 gì đấy đấy các bạn ạ. 62 à? Ồ, rất là xinh. Bọn em được nghỉ Tết chưa? Nghỉ Tết rồi à? Thế là học dưới này là em ở trọ hay là ở trong ký túc? Trong ký túc à? Thế bây giờ mới gặp em lần đầu tiên nhỉ? Anh hay hay đi qua đấy mà. Thế hôm nay đi mua cái gì à em? Em mua chưa? Lại mua à? Mẹ cũng đi mua đúng không? Ừ, hai mẹ con. Thế nhà còn chị em nào khác không?
Không à, rồi. Cảm ơn Thu nhá. Chúc em chơi vui vẻ. Đây, bây giờ chúng ta đi tham quan tiếp các bạn. Các bạn ơi, hiện tại Vinh đã đến cái chỗ bán thịt lợn ở trên chợ phiên Bắc Hà rồi các bạn. Khu này hôm nay là cũng rất là nhộn nhịp bởi vì là bà con đi mua chợ, đi mua thịt để ăn Tết rất là nhiều. Bên phía bên phải, bên trái này thì là bà con người dân tộc đi bán. Còn phía bên trái thì là người Kinh. Anh bảo này, mày bán cho anh cái này như nào? Cái đấy bây giờ em không có quyền để bán cả. Bán rồi à? Không có quyền để sử dụng. Ông chủ bán xong, ông chủ cho tôi xẻo một cân về nhà ăn là rất được. Mười nghìn đúng không? Vâng, thưa các bạn, như vậy là Vinh đã đưa mọi người đi tham quan một vòng cái chợ phiên Bắc Hà vào dịp cuối năm này rồi. Đấy, bây giờ thì bà con cũng đang đi chợ ở cái khu vực bên này rất là đông, sáng nay thì không được đông như thế này. Đấy, bây giờ thì có lẽ là Vinh xin phép là dừng video của Vinh tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao. Bye bye.